Không có cần dọn phòng. Đã nói là không. Ủa ông anh. Chào. Vô mời ông anh vô. Dạ mời ông anh ngồi. Ủa ông anh tới tìm tôi có chuyện gì không? Tôi nghe nói là bà cụ ở nhà đang nhập viện hả? Bà cụ có bị nặng lắm không? Mấy bữa nay tôi lo lắm ông anh. Tôi cũng không biết bà bất cẩn kiểu gì mà té đập đầu xuống đất. Bác sĩ mổ xong rồi, bây giờ chỉ thiếu tiền viện phí thuốc men thôi, 30 triệu lận. Tôi không biết đạo đâu ra. Chắc bây giờ tôi phải cầm cố đất đai nhà cửa luôn quá. Tôi nghe nói bà cụ đang nằm ở bệnh viện đa khoa Gò Tháp hả? Dạ đúng rồi đó ông anh. Không biết cha với ông Tuấn có chuyện gì không nữa. Để tôi gọi xuống đó hỏi thử coi tình hình của bà cụ ra sao rồi. Thôi đừng làm vậy. Nếu gọi tốn tiền điện thoại lắm. Sao vậy? Có phải là tại vì thật ra bà cụ vẫn đang khỏe mạnh chứ không phải đang nằm ở bệnh viện đa khoa phải không? Đâu có. Đúng là má tôi bà. Anh Ba à, trước khi tới đây tôi đã gọi điện xuống dưới hỏi thăm rồi. Sự thật là bà cụ không có nhập viện gì hết. Sao vậy hả? Anh có cần phải dựng chuyện như vậy để gạt Út Mây không? Cha. Sao vậy cha? Thì ra là cha gạt con. Tao gạt mày đó, được không? Sao mày không tự hỏi tại sao tao phải làm như vậy? Là vì tôi vô phước quá mà. Có đứa con gái bất hiếu giống như mày vậy, làm ra tiền mày ốm khứ khứ mày sai một mình anh à. Rồi để cho thằng cha mày nè đối khổ rách đứa như vậy nè. Bây giờ mày còn hùa với người ta tới đây để bắt bẻ hiếp đáp cha mày nữa hả? Cha, cái dòng của mày đúng là cái dòng trôi sông lạc trợ mà. Lucy à, cô ra ngoài chờ tôi một chút đi. Đi. Đi đi. Con mất dạy. Mày coi chừng trời đánh mày nha mày. Đi đi. Anh Ba, tôi chỉ là không muốn thấy ông mày bị gạt thôi, chứ tôi không có hẹp hòi gì với anh đâu. Dù gì anh cũng là cha nuôi của Út Mây mà. Nói vậy còn nghe được. Nếu mà anh đang kẹt á thì cầm lấy số tiền này về quê lo công chuyện đi. Ông anh ngó vậy mà chơi đẹp á. Còn có con quỷ cái kìa, nó cứ chọc nóng tôi hoài à. Tôi mà nóng lên á, tôi nói hết mọi chuyện cho người ta biết hết luôn. Thôi mà, anh bớt nóng đi. Ba cái chuyện xưa rồi cũng đâu có hay ho gì đâu. Anh cũng đừng có đem ra nói nữa, ha. Mà anh Bái nè. Hả? Bữa trước anh nói là cha của Út Mây đã chết rồi. Chuyện đó có chắc chắn không vậy? Ủa, ý ông anh là sao? Ý ông anh là nó nói tôi nó sợ phải không? Tôi nó sợ đi được cái gì? Ổng bị đâm như vậy, không chết cũng thành quỷ rồi. Dạ không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là có khi nào anh nhầm lẫn gì đó không? Sao nhầm lẫn được? Hồi trước tôi nhớ cái xác ổng thiệt mà. Cái mộ của ổng còn sợ sợ dưới kìa. Nếu muốn tôi dẫn ông anh về dưới cho ông anh coi. Rồi đợi lúc ban đêm á, biết đâu ổng hiện hồn vậy. Lúc đó không muốn tin cũng được đâu nha. Thôi không cần đâu. Tôi biết bà sợ liền ơi. Ủa mà sao tự nhiên ông anh hỏi tôi chuyện đó kỹ dữ vậy? Hay là ông anh có quen biết với cha của Út Mây hả? Đâu có đâu. Tôi chỉ quan tâm chút đỉnh thôi. Dù gì á, ổng cũng là cha của Rosie.
À, thôi tôi đi ha. Ừ. Cảm ơn bạn nha. Chắc là ông không có gạt mình đâu. Nhưng mà sao trong lòng mình cứ thấy lo lo. Cái ông già mù đó sao mà có vẻ giống với Minh Tường. Cô uống đi. Cảm ơn ông. Tôi không ngờ cha tôi lên đây chỉ để gạt tôi. Tại sao cha tôi lại làm như vậy chứ? Cô đừng có nghĩ ngợi nữa. Cha cô trước giờ là như vậy. Cô không hiểu sao? Sau này những gì ông nói cô đừng vội tin là được. Cô cứ buồn bã như vậy thì có ích lợi gì? Tôi buồn gì không biết. Có phải cha tôi coi tôi là người ngoài cho nên cha mới cư xử như vậy không? Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi không biết mình có phải là con gái của cha không nữa. Cô lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Ông xử tệ với cô đâu có nghĩa là ông không phải là cha của cô đâu. Trên đời này có những người cha không làm tròn bổn phận của mình. À, tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn phải nói ra điều này. Cô nên hạn chế tiếp xúc với cha của cô, được chừng nào hay chừng nấy, nếu cô không muốn tiếp tục bị tổn thương. Tôi phải làm sao để cha tôi thay đổi đây? Mày cũng thông minh lắm á nghe. Tao nghĩ mày thông minh như vậy á thì mày phải biết mình nên làm gì để tránh những rắc rối về sau. Tao không hề muốn phải nói ra sự thật về thân phận của Rosie để làm tổn thương cổ. Nhưng nếu mày muốn á thì cứ tiếp tục gặp gỡ Rosie đi. Chào chị. Dì anh tội nghiệp quá. Mà Ái Ly con gái của dì Tám thì bị chồng của dì làm cho thê thảm, nên dì cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi với bà. Thành ra dì mới qua đó để chăm nom làm bầu bạn, chứ dì cũng không có quen biết gì trước đây hết đó. Dạ con hiểu rồi. Như vậy là chú Vô Danh không phải là người thân thất lạc của dì Lam sao? Còn cây đàn kiềm của chú, nếu như chỉ là mới quen biết nhau thì tại sao dì Lam lại xúc động khi thấy cây đàn như vậy rồi đòi gặp chú nữa? Thực ra người mà dì Lam muốn tìm không phải là chú Vô Danh. Hay là dì đang giấu mình điều gì đó? Hai Bình. Dạ. Con có định tìm thêm việc gì làm không? Dạ mấy bữa nay con đi phụ hộ ở Thủ Đức cái gì. Phụ hộ hả? Làm công việc đó thì cũng cực nhọc lắm. Dì tính giới thiệu con qua bên trại mồ côi, bên đó đang cần người hỗ trợ. Con có muốn làm không? Dạ con cũng không biết công việc đó có phù hợp với con không nữa. Con yên tâm đi, dì nghĩ là được đó. Bởi vì dì thấy con hiền lành, lại rất yêu quý Thúy Hòa, biết cách dỗ ngọt và làm cho nó vui. Chứng tỏ con cũng rất yêu quý trẻ em. Mà bên đó có nhiều đứa trẻ hoàn cảnh đáng thương lắm, rất cần những người có tấm lòng như con để phụ chăm lo cho tụi nó. Dạ. Chị ơi, thôi mà chị. Nè, nè, người ta đang ở trong đó, em cứ đi vô đi. Thôi em không đi đâu chị ơi, em sợ lắm. Cái gì vậy? Có gì đâu mà sợ. Không có gì hết á. Em vô đó đi, chị đứng ở ngoài này chờ. Chị ơi, không được. Thôi chị ơi. Con nhỏ này, làm gì vậy? Chị ở ngoài này chờ nha. Thôi em không có vô đâu. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Con muốn ăn tán không? Đi không? Đi đi mà, chị thương. Dạ. Coi bộ cái nghề dắt gái này cũng ngon.
Hôm nay cô thấy vui không? Tôi cảm thấy vui lắm. Được làm công việc có ý nghĩa, tôi thấy trong lòng cũng rất bình an. Nhưng mà mình chụp hình nhiều như vậy có giống làm nổi lắm không? Sao lại gọi là làm nổi? Mình làm việc tốt quá thì phải cho cộng đồng biết chứ. Cái đó gọi là lan tỏa tinh thần, tác động lên ý thức của người ta. Nhiều người thấy được việc tốt cô làm á, họ sẽ học tập, sẽ làm theo, rồi cả xã hội này sẽ tốt lên. Sao, cảm động rồi hả? Dạ. Thật ra tôi thấy mấy em nhỏ mồ côi làm tôi cũng cảm thấy chạnh lòng lắm. Ít ra tôi cũng còn may mắn hơn, tôi còn có bà nội, có cha, có anh hai. Còn các em thì... Nhưng mà ông biết tôi cảm kích nhất là điều gì không? Điều gì? Tôi nghĩ nếu như không có các chị bảo mẫu ở đây thì chắc chắn các em sẽ không được yêu thương, không được lớn lên, không được phát triển bình thường đâu ông ha. Tình cảm của các chị ấy thật là bao la, làm cho tôi nhớ tới thầy của tôi quá. Thầy của tôi cũng vậy, thầy là một người rất là rộng lượng trong tình cảm đó. Thầy của cô? Dạ đúng rồi. Hiện tại thầy đang ở chung chỗ với dì Tám. Hoàn cảnh của thầy tôi neo đơn lắm, đôi mắt của thầy lại mù lòa, sinh hoạt hàng ngày thì bất tiện. Nói vậy thầy của cô có phải là cái ông có tên là vô danh gì đó không? Dạ đúng rồi. Ông cũng biết thầy của tôi nữa hả? Tôi không biết rõ lắm. Cô nói cho tôi nghe về thầy cô được không? Cuộc sống của thầy tôi cũng kín đáo và có gì đó bí ẩn lắm. Từ lâu tôi đã thấy thầy sống với dì Tám bên cùng đất bỏ hoang. Thầy bị mù nên cuộc sống cũng lặng lẽ lắm. Ông có biết ngày xưa mỗi lần tôi có chuyện buồn tôi đều chạy qua thăm thầy. Thầy thương tôi lắm. Vậy sao? Dạ, cuộc sống của thầy tôi gắn liền với cây đờn kìm và bài hát Nguyệt Cầm Ly Biệt. Cô có biết ông có người thân nào khác ngoài bà Tám Thảy không? Tôi thấy quanh năm suốt tháng ngoài dì Tám ra hình như không có ai bên cạnh thầy hết. Nhưng mà tôi đoán thầy còn có người thân á, hiện đang thất lạc ở đâu đó. Bởi vì thầy tôi cứ đi tìm hoài hả? Tôi đoán lần này thầy tôi lên Sài Gòn cũng chắc để tìm lại người thân á. Rosie nè. Dạ. Hay là cô đưa tôi đi gặp thầy cô đi. Để tôi coi có thể giúp được gì cho ổng thì tôi sẽ giúp. Dạ. Dù sao ổng cũng là thầy của cô mà. Ổng cũng có công gây dựng tiềm năng cho cô, để hôm nay tôi có được một nghệ sĩ tốt như cô ha. Ông muốn gặp thầy tôi hả? Anh thấy con bé Tuyết My có được không anh? Được lắm em. Hàng của em lúc nào cũng uy tín, rất là chất lượng. Mà em nói nghe nè, đứa nào mà kiếm chuyện với anh á, anh nói cho em biết để em về dạy lại tụi nó. Mấy đứa em út trong tay em tuy chưa có danh hiệu nhưng mẹ muốn tụi nó phải làm việc thật là chuyên nghiệp và không thua kém người ta. Em là nhất rồi. Anh hứa với em, anh sẽ là khách ruột của em. Anh giúp em mở rộng thị phần. Cảm ơn anh. Nè, hứa là phải giữ lời với em đó nha. Chắc chắn rồi. Nhưng anh chỉ lo là anh á thì giữ lời, còn em thì đáp ứng không được. Là sao? Anh có ông bạn làm ăn á, ông đánh tiếng muốn được ngủ với Hoa Khôi Rosie Minh Châu. Nhưng mà anh nghe nói cô này khó tiếp cận lắm đúng không em? Rosie Minh Châu? Có gì đâu mà khó. Chẳng qua nó cũng chỉ là cái bao của ông Tuấn thôi. Nó bị đặt giả bộ làm giá vậy thôi mà. Nếu vậy em có thể móc nối Rosie cho bạn anh hả? Chừng nào được em cứ ra giá, bạn anh rất là chịu chơi, bao nhiêu anh cũng chịu hết. Bao nhiêu cũng chịu? Nó có giá dữ vậy sao? Nè, bà coi đi. Bà coi đi. Cái gì vậy? Con bị cái đó bây giờ. Ngon quá rồi mà, giàu quá rồi mà. Đem tiền cho Từ Thiên nữa. Trời ơi, cái miệng mày á, ngày nào không chửi bới người ta là ăn cơm không ngon hay sao á? Rồi sao?
Nó làm từ thiện thì tốt chứ làm sao khi không người chửi nó. Sao ông chửi nó hả? Tốt hả? Tốt cái gì? Tôi là cha nó nè. Tôi lặn lội lên Sài Gòn tìm nó mà nó không tiếp tôi. Đã vậy nó còn gọi cho thằng bồ nó hợp sức với thằng bồ nó đuổi tôi đi nữa chứ. Bây giờ mày đặt làm từ thiện nữa hả? Đem tiền cho không thiên hạ. Như vậy mà bà còn bính giật nữa là sao? Con Út May nó là cháu của tao. Tao nuôi nó từ nhỏ tới lớn, tao biết tánh ý của nó. Không bao giờ nó làm cái chuyện đó. Cái gì? Mày á, làm cha, mày bớt cái thói nhỏ nhen ích kỷ của mày lại đi. Không dám. Nó không phải con gái mày hay sao mà mày cứ kiếm chuyện với nó hoài vậy? Xin lỗi à, không có. Tôi không có đứa con gái nào vậy hết trơn á. Mẹ bà nữa. Mày dư tiền quá mà đem đổ cho thiên hạ, cho người ta ăn chua. Còn đối với thằng cha mày thì chiết mót từng đồng, giả nghèo giả khổ. Mẹ bà, tao dám cá mày còn giấu tiền trong tủ nhiều lắm nè. Mẹ bà nữa. Tao phải nghĩ ra cách gì đó để bòn rút của mày, cho tới khi nào mày kiệt quệ mới đã nương của tao. Nhìn con Út này coi bộ cũng ngon lành đó. Kiểu này 90% là ông Ken ông chịu liền. Có cách rồi. Trong số mấy tấm hình đó, bà xem bà chỉ chọn vài tấm ưng ý bà. Một tấm còn lại mình vẫn còn giữ mà. Cần con cơm của mình là ở đây. Trời ơi, cái thằng này nó tính toán cái gì vậy cả? Mày gặp tao mày sợ lắm hả? Cho vô nhà đi cha. Dạ mày. Bữa nay tao lên đây không phải là để nói chuyện, mà nghĩ tao cũng chả có gì để nói chuyện với cái dòng bất hiếu bất nghĩa như mày hết á. Cha tìm con có chuyện gì không? Chuyện gì hả? Tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi. Một á là mày nói mày không tiền, hai á là mày nói mày đi mượn tiền. Vậy tiền ở đâu? Tiền ở đâu mà đi làm từ thiện cho không thiên hạ? Hả? Vậy có nghĩa là có tiền mà mày giấu tao, để mày đi cho thiên hạ, để mày lấy tiếng, đúng không? Cha ơi, cha hiểu lầm con rồi. Mọi chuyện không có như cha đang nghĩ đâu. Lầm cái gì? Mẹ mày, bây giờ tao cũng không có cha coi gì với mày hết á. Mày đã bất hiếu vô ơn thì tao cũng không cần. Bắt đầu từ bây giờ tao sẽ xử mày theo luật giang hồ. Cha nói vậy là sao? Coi đứa con. Cha, ở đâu cha có? Chuyện đó mày không cần biết. Bây giờ mỗi một chuyện mày cần phải làm là đưa tiền cho tao. Có tiền tao sẽ xé mấy tấm hình này. Còn bằng không á, dạ. Tao sẽ gửi mấy tấm hình này cho nhà báo, để người ta biêu xấu mày với xã hội. Cha, sao cha lại làm vậy? Bây giờ tao cũng có cha coi gì với mày hết á. Mày đã bất hiếu vô ơn thì tao cũng không cần. Bắt đầu từ bây giờ tao sẽ xử mày theo luật giang hồ. Mỗi một chuyện mày cần phải làm là đưa tiền cho tao. Có tiền tao sẽ xé mấy tấm hình này. Còn bằng không á, tao sẽ gửi mấy tấm hình này cho nhà báo, để người ta biêu xấu mày với xã hội.
coi đi con. Tao cần 50 triệu trong vòng 2 ngày thôi. Đặt làm bộ làm tình, cuối cùng cũng mò tới đây đi khách. Mình phải theo dõi nó mới được. Nếu cần, mình báo cho người tới bắt tại trận luôn. Cha, con chỉ mới gom được bao nhiêu đây thôi, tổng cộng là 20 triệu. Cha cầm đỡ đi, con sẽ đi mượn thêm cho đủ. Ê, mày giỡn mặt hả mày? Mày tính giả đai, mày đóng kịch tới chừng nào hả mày? Mày cứ lúc mày đem tiền đi làm từ thiện thì có tiền mau quá vậy? Hay là mày đổ tiền cho thiên hạ ăn hết rồi, cho nên bây giờ không còn để đưa cho tao, đúng không? Cha, không phải đâu cha. Cha nghe con nói đi cha. Mày khỏi nói mày. Tao không có muốn nghe mày giải thích gì nữa trơn á. Bây giờ nếu mà mày không đưa đủ tiền thì sắp hình trần tru của mày á, tao sẽ đưa luôn báo luôn. Hình trần tru. Con lại cha ơi. Cha ơi, con là con gái của cha mà. Cha ơi, cha đừng có làm hại con như vậy mà. Thương con đi cha ơi. Cha. Mệt mày quá. Thôi đi. Mày đừng có quỳ xuống mày trụ quậy của tao nha mày. Cha. Bây giờ vậy đi, tao tạm lấy trước 20 triệu này. Còn 30 triệu á, mày phải xây đủ trong vòng từ đây tới ngày mai. Nếu tới mai mà tao không có đủ tiền á hả, thì tao sẽ không có nhân nhượng với mày đâu. Cha, con xin cha mà cha. Mày khỏi xin xỏ mày. Cha ơi, từ đây tới ngày mai làm sao con kiếm được hả cha? Không cần biết. Ngày mai mày không có hả thì mày chết mày với tao. Đồ cái thứ trôi sông lạc trời. Bây giờ mày đứng dậy chưa? Mày trông tao chết sớm hả mày? Tao đá mày cái mà chết queo bây giờ á. Đi về đi lo tiền đi. Tại sao cha lại đối xử tệ bạc với mình như vậy? Ông có phải là cha của mình hay không? Nếu ông là cha, sao lại nhẫn tâm với mình như vậy? Trên đời này cũng có những người cha tàn nhẫn, chỉ vì đồng tiền mà hãm hại chính đứa con gái tội nghiệp của mình, để mặc cho nó khổ sở khóc lóc, gian sinh lại lùng, chẳng không chút ngoài tâm cảm động hay sao? Tao nói mày là cái đồ trôi sông lạc trơn chứ, thằng cha với con gái mẹ của mày á. Trời ơi, chứ đừng có nói nữa chứ. Sao, còn có chịu không? Trời ơi, nó không chịu tôi bắt nó cũng phải chịu. Bà chị cứ yên tâm cái chuyện đó đi. Cha, con đâu có biết người ta là ai đâu. Con không có ơn đâu cha. Ê. Nè con. Ê, trời mẹ ơi, mẹ ơi. Má, má, muốn làm gì thì làm. Má, má, muốn làm gì thì làm. Má ơi, trời ơi, má, cho hiểu đi. Nha. Không ghê là tao giết mày. Trước giờ cha chưa từng yêu thương mình, ông chưa một lần cư xử ngọt ngào với mình, dù chỉ bằng ánh mắt. Nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn tới mức ông phải hãm hại mình? Ông trời ơi, tại sao tôi lại có một người cha không biết thương yêu mình chứ? Tại sao cha tôi không che chở cho tôi, mà lại chính là người đẩy tôi vào đau khổ? Thank you.
có cần dọn phòng. Bật rồi nha, tao nói là không có cần dọn phòng nha. Ừ, tao đã nói là không có cần dọn mà. Tớ để làm gì vậy? Anh Bá. À quên, chú Bá. Tôi tình cờ biết chú ở đây nên tới thăm chú thôi mà. Làm gì thăm tôi? Gì? Thăm tôi hả? Nè, tôi nói cho mày biết nghe, tôi không có nhiều tiền đâu mà tới thăm tôi. Đừng có thăm tôi làm chi, có chừng lộn tiệm mà. Tôi đâu có lộn, tôi tới thăm chú thiệt mà. Muốn gì thì nói thẳng ra đi. Sáng giờ tôi uống mới có mấy lon rồi nghe, còn rất là tỉnh táo nha, không có dễ dụ đâu à. Giận chơi chú chút thôi, chú làm gì căng thẳng vậy? Chú Bá, tôi nghe nói là chú đang giữ trong tay xấp hình loại thể của con gái chú, là cái con nhỏ Hoa Khôi về Kiều Dõm đó, đúng không? Cô nói xạm gì vậy? Biến đi, ra khỏi phòng cho tôi nhờ đi. Thôi, chú đừng có giả nai nữa. Tôi tới là để giúp chú thôi. Ai mà không biết con nhỏ Út Mây đó keo kiệt tới cỡ nào chứ. Nè, nếu chú cứ ngồi ở đây ngồi một chỗ như vậy, chờ nó mang tiền tới, tới Tết Công Gô cũng chưa có đâu. Nó mà không đem tới hả? Tôi tung hình nữa lên báo, cho nó mang nhục trên. Ủa, con gái chú mang nhục thì chú được tiền sao? Còn không thì tôi tống tiền thằng bầu đó. Thằng đó hả? Là ông bầu mà. Nó dạo hả? Đứt đố đổ vách luôn. Không lẽ nó không dám chi tiền để bảo vệ con mồ nữa sao? Nè, chú tưởng là ông Quang Tuấn thật lòng yêu con gái chú sao? Đối với ổng, con Út Mây cũng như bao nhiêu đứa con gái khác thôi, chỉ là dạng qua đường. Như tôi nè, ngày trước ổng cưng chịu tôi biết bao nhiêu, cưng tôi hơn cả con Út Mây. Bây giờ chú nhìn đi, tôi có cái gì? Tôi nói cho chú biết, ông Tuấn còn lâu mới bỏ tiền đã cứu nó. Mà có khi chú còn bị ổng tố cáo vô tuồng rồi bóc lịch đó. Vậy bây giờ cô có cách gì không? Cách của tôi rất đơn giản, nhưng mà chú phải hứa là hợp tác với tôi để cả hai bên cùng có lợi. Nếu không, cả tôi và chú đều không ai có lợi hết. Tôi nói vậy chú tự hiểu đi ha. Vậy bây giờ cô nói đi, cách gì vậy? Bây giờ vậy, nếu như tự thân con Út Mây không có tiền thì thiếu gì cách bắt nó đi kiếm tiền, đúng không? Trong tay tôi có danh sách của rất nhiều đại gia. Mỗi lần chơi gái của mấy ông này, giá trị lên tới vài ngàn đô. Đối với con Út Mây, nó có danh hiệu Hoa Khôi thì mức giá sẽ rất cao, có khi gấp 10, gấp 20, tùy vào sở thích của mình. Vậy sao? Cụ thể là vậy. Có một ông đại gia địa ốc muốn ngủ với nó, kêu tôi ra giá rồi móc nối cho nó gặp ổng. Giá cả thì thoải mái, tôi thích bao nhiêu thì ổng chịu bấy nhiêu. Thì tại sao chúng ta không dùng xấp hình đó để ép con Út Mây đi khách? Lúc đó cả tôi và chú cứ ngồi không như vậy nè mà đếm tiền thôi. Đúng rồi, chỉ còn một cách đó thôi, phải ép nó đi khách cho bằng được mới được. Hay. Cô chờ tôi chút. Út Mây, tao đã tự hứa với lòng là sẽ gỡ cái dung miệng Hoa Khôi xuống khỏi đầu mày, thì tao nhất định phải làm được. Đợi tới khi mày thực sự bán dâm cho khách, tao sẽ tố cáo. Tới lúc đó mày sẽ mất hết mọi thứ, nhục nhã ê chề. Những hình ảnh
cũng có thấy đây là một việc làm bất đồng đối với cô Rosie. Ủa tại sao cô chụp những tấm hình hoảng thương như vậy vậy? Rồi đi cô, trả lời đi. Trả lời đi. Chỉ là mơ thôi. Nhưng nếu giấc mơ đã biến thành sự thật thì phải làm sao đây? Nè, mày mau lẹ chút coi. Hết bữa nay mà không có hả? Thì mày đừng có trách thằng cha mày độc ác nha mày. Cha cho con thêm thời gian được không? 30 triệu trong vòng một ngày con kiếm không có ra. Nè. Ê, con quỷ bắt chạy. Mày, nó cũng mãi rồi. Cho anh xong rồi nè, anh ăn luôn nha. Ủa sao tôi lỡ đây? Tối hôm qua tôi định qua nhà Út May thăm nó thì thấy anh nó té lăn lóc ngoài đường xe bí tỉ luôn, nên tôi mới đưa anh về đây nè. Chết, tôi phải đi gặp Út May. Nè, anh làm gì mà gấp quá vậy? Muốn đi đâu á thì ăn miếng cháo rồi đi. Không được, tôi phải đi gặp Út May. Trời ơi, ăn cháo đi rồi chút tôi đi chung với anh. Tối hôm qua ói ra hết rồi còn gì. Nè, coi chừng nóng đó. Có gì mà gấp gáp dữ vậy ta? Mà sao tự nhiên sáng giờ mình cũng thấy lo trong lòng sao á? Không biết Út May có gặp chuyện gì không nữa. Anh Hai, em xin lỗi vì đã để anh chịu liên lụy trong chuyện này. Anh yên tâm, nếu như đã là bước đường cùng thì em sẽ giải thoát cho tất cả. Anh sẽ không còn phải lo lắng cho em nữa đâu. Út May, thiệt sự hai anh em đang gặp chuyện gì vậy hả? Chị yên tâm đi, cho dù có chuyện gì thì nó cũng sẽ trôi qua thôi. Từ ngày mai sẽ không còn ai phải lo lắng nữa. Hồi tối thấy câu nó nói cũng có gì đó hơi mơ hồ lắm.
ông chủ đi. Út Mai! Út Mai! Út Mai! Út Mai! Út Mai! Sáng giờ cô có gặp Rosie không? Không. Nhưng mà có chuyện gì? Tôi gọi cho cổ gần 10 cuộc mà cô không nghe máy. Không biết là có chuyện gì không? Ông ba mở cổng đi. Nhanh lên. Bên đây nè. Cửa khóa rồi. Này nè, ra 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 ra. Lẹ lẹ không? Sao cậu lại không nói cho mọi người biết? Để bây giờ Rosie xảy ra chuyện như vậy, nếu mà cậu có bệnh gì á, cậu tính sao đây? Ông Tuấn, ông đừng có nóng. Dù sao anh Bình á cũng mới biết chuyện này thôi. Bây giờ mình nên mừng vì đã đưa Út Mai đi cấp cứu kịp thời. Bác sĩ, em tôi sao rồi? Em sao bác sĩ? Cũng rất may là mọi người đưa cổ đến kịp lúc. Bây giờ tình hình sức khỏe của cụ cũng không có gì nguy hiểm, nhưng do tác động của một số thuốc ngấm vào cơ thể nên chắc giờ cô ấy ngủ mê, chưa thức dậy liền được. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Anh xin lỗi em. Em mau tỉnh lại đi Út Mai. Em mau tỉnh lại đi Út Mai. Hai Bình à, hiện giờ cha cậu đang ở đâu vậy? Ông tính làm gì? Còn làm gì nữa hả? Tôi tới để kêu ổng đưa lại sắp hình, chứ làm gì nữa? Chuyện này để tôi tự giải quyết. Dù sao ổng cũng là cha của tôi. Để cậu tự giải quyết mà mọi chuyện như vậy đó hả? Hả? Được rồi, nếu mà cậu không nói á thì tôi sẽ tự đi tìm. Nè, nhưng tôi cho cậu biết, bản thân cậu không thể tự bảo vệ cho Rosie được đâu. Tốt nhất là cậu nên hiểu chuyện một chút đi. Anh Bình, anh đừng có để bụng những gì ông nói. Bây giờ tâm trạng của ai cũng căng thẳng hết, cho nên nóng nảy vậy thôi. Cô thấy tôi có vô dụng không? Em gái mình bị uy hiếp mà tôi không thể làm gì để ngăn chặn. Anh không có vô dụng, tôi hiểu tình thế của anh mà. Dù sao kẻ uy hiếp Út Mai cũng là cha của anh, bắt anh phải có biện pháp mạnh với ổng để lấy lại sắp hình thì cũng khó xử cho anh lắm. Nếu là tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Tại sao lại có chuyện quái quăng như vậy chứ? Tại sao lại có chuyện quái quăng như vậy chứ? Sáng nay tôi đọc báo, nghe tin con gái của ông uống thuốc tự tử, đang cấp cứu trong bệnh viện. Nếu nó mà chết thì coi như ông mất trắng. Cái gì? Con mày nó dám tự tử sao? Phải. Nếu nó mà chết thì coi như sắp hình mộng đang giữ không còn chút giá trị. Mà quan trọng bây giờ là Quang Tuấn đã biết chuyện. Tôi nghĩ là chắc chắn ông Tuấn sẽ hỏi tội ông sớm thôi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Đem sắp hình đó cho tôi. Tôi sẽ đứng ra uy hiếp ông Tuấn đi lấy tiền. Coi như mọi trách nhiệm này sẽ thuộc về một mình tôi. Còn ông chỉ ngồi rung đùi chờ hưởng tiền thôi. Chứ, đừng có học. Bộ cô tưởng tôi ngu lắm hả? Sắp hình đó là cần cô cơm của tôi đưa hết cho cô hả?
tôi treo mỏ hay sao? Thì tôi chỉ muốn giúp ông thôi. Nếu cô Út Mây mà chết thì sấp hình này cũng vô dụng. Lúc đó, nè, ông mà có bị ông quan Tuấn trừng trị thích đáng thì đừng có trách tôi không báo trước ông nha. Tôi không có dễ dầu gì mà tin cô đâu. Tôi sẽ vô bệnh viện để coi con Út Mây nó ra làm sao. Rồi tùy tình hình, rồi tôi sẽ biết đường lo liệu. Nó sống hay nó chết, đâu phải chỉ dựa vô cái miệng của cô. Thằng già này đúng là không dễ dụ chút nào. Nhưng mà con Ái Ly này không bao giờ chịu thua đâu. Bằng mọi giá, tao phải lấy xúc hình đó cho bằng được. Vô đây con. Ủa, dạ, dì Lan. Dì Lan. Út Mây sao rồi hả Bình? Dạ, Út Mây không sao. Cũng may là mọi người đưa em con đi cấp cứu kịp thời. Sáng nay nghe người ta đồn, chị tức tốc chạy vô đây. Mà có chuyện gì mà Út Mây nó nghĩ quẩn đến như vậy? Dạ, dạ. Con cứ nói đi, đừng có giấu gì. Em con... Ông tới đây làm gì nữa? Ê, mày làm gì? Ông còn dám dắt mà tới đây nữa hả? Út Mây ra nông nổi này, tất cả là do ông đó. Mày nói cái gì lạ vậy? Nó lớn rồi, nó có quyền quyết định cuộc đời của nó. Nó quyết định như thế nào thì cũng đâu có liên quan gì tới tao. Tại sao Út Mây phải tự tử? Không lẽ ông không hiểu hay sao mà còn nói mấy câu đó? Tất cả là tại ông. Tại ông quy hiếu Út Mây. Ông đã hại Út Mây. Ông đã đẩy Út Mây vào con đường cùng. Nhưng mà bằng chứng gì mà mày nói tao hại Út Mây? Tao nghe tin nó tự tử, tao lo lắng, tao vô đây tao thăm đó. Bộ mày mù sao mày không thấy mày? Tao là cha nó, mất mớ gì tao hại nó làm chi? Tôi thừa biết ông vô đây không phải là để thăm Út Mây, mà ông lo lắng là không còn ai để ông tống tiền cho những bức hình khốn nạn đúng không? Mày, tao lại mày, mày làm ơn mày im cái mỏ mày giùm tao có được không? Mày giọng đi chưa? Nếu ông không đi, tôi sẽ la lên, tôi sẽ tố cáo ông cho mọi người bắt ông. Tao đi. Mày thằng con trời đánh, thằng con mất chạy. Hai Bình, người đó là cha của con với Út Mây hả? Là cha con với nhau, tại sao lại cư xử cản tào ráo máng như vậy? Chắc Út Mây tổn thương nhiều lắm. Chị lớn, chị Mây, chị tỉnh lại đi. Thúy Hòa, con để cho chị ngủ. Chị ngủ xong rồi sẽ thức dậy chơi với con. Chịu không? Em chào chị. Sao rồi cưng? Dạ, đây là hàng của chị. Giỏi lắm. Đây, chị thưởng. Dạ. Coi như là bù lỗ cho em, vì chị mà phải tiếp cha già đó. Dạ. Bữa sau chị hứa sẽ giới thiệu cho đại gia đẹp trai phong độ ha. Dạ, em cảm ơn chị. Út Mây.
Út Mây. Út Mây. Út Mây. Anh Hai nè. Anh Hai nè. Anh Hai. Dì Lam. Sao con lại nằm đây? Em mua thuốc ngủ và uống rất nhiều. Cũng may anh với mọi người phát hiện kịp thời mới đưa em đi cấp cứu đó. Tại sao em lại uống thuốc ngủ? Hai Bình, con coi em nha. Để dì chạy xuống căng tin mua ly sữa nóng cho em. Dạ. Anh Hai, sao đầu óc của em không nhớ ra chuyện gì hết? Không sao đâu, từ từ thuốc tan hết, em sẽ tỉnh táo lại thôi. Tại sao em lại uống thuốc ngủ vậy? Em có cảm giác là mình lo sợ, mà không biết là lo sợ cái gì. Thôi, em đừng có cố nhớ nữa, nha. Tại vì mày không có biết cách kiếm tiền, chứ ở cái đất Sài Gòn này hả? Là con gái mần mởn như mày vậy, thiếu gì chuyện làm ra tiền. Chàng nói vậy là sao? Thì đơn giản thôi. Đi khách một đêm vài ngàn đô, nếu mày cảm thấy khó kiếm tiền quá, sao mày không thử cách đó đi? Em nhớ là cha uy hiếp em, cha bắt em phải đi với cái ông đại gia để lấy tiền đưa cho cha. Anh Hai, em phải làm sao bây giờ anh Hai? Tại sao anh Hai không để em chết đi cho rồi? Đúng vậy. Em yên tâm đi, lần này Nhất quyết anh sẽ đi tố cáo cha. Anh sẽ không để cho ông dồn em vào con đường cùng nữa đâu. Không, anh Hai đừng có tố cáo cha. Dù gì ông cũng là cha mình mà. Dù cho cha không tốt với em, em cũng không nỡ nhìn cha đi tù đâu. Anh ơi, anh Hai ráng nghĩ cách nào khác đi anh Hai. Còn cách nào khác nữa chứ? Phải làm sao? Phải làm sao để ông trả cho mình sắp hình đây hả em? Bây giờ thì sắp hình cũng đã không còn nằm trong tay ông nữa rồi. Ông nói gì là sao? Sắp hình đã biến mất rồi hả? Ông Tuấn, như vậy mình phải làm gì bây giờ? Ai đã lấy sắp hình vậy, ông có biết không? Nếu tôi biết thì cô nghĩ coi, tôi còn về đây tay không sao? Trời, không lẽ là... Lucy, cô nói gì vậy? Cô biết ai lấy sắp hình sao? Có phải là Ái Ly không? Có phải là Ái Ly cũng biết sắp hình này không? Tôi cũng không chắc có phải là chị Ly hay không. Nhưng có lần tôi thấy chị Ly với cha tôi nói chuyện với nhau. Nếu vậy thì chắc chắn Ái Ly đã lấy rồi. Út Mây, em cứ yên tâm, anh sẽ đi tìm Ái Ly đòi lại sắp hình cho em. Alo. Anh Tuấn, tôi vừa lên mấy diễn đàn trên mạng á, thì thấy có rất nhiều hình nút của Rosie Minh Châu. Tôi không biết là ai post lên, anh mau kiểm tra đi. Mình đã trễ rồi, những tấm hình của Rosie được tung lên mạng. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Mình phải làm sao? Đưa Rosie về trước khi đám nhà báo tới đây, nhanh. Chị ơi, tại sao kỳ vậy ông Tuấn? Tại sao chị ấy lại bỏ chạy không trả lời câu hỏi của tôi? Các bạn phóng viên à, các bạn đừng có mạnh mẽ như vậy.
Bây giờ Rosie đang không được khỏe cho nên không thể tiếp xúc với báo chí được. Tôi chỉ có thể khẳng định một điều là nó chỉ là sự hiểu lầm thôi. Khi nào Rosie khỏe lại, tôi sẽ cho cổ chính thức lên tiếng về vấn đề này. Nếu chỉ là sự hiểu lầm á, thì tại sao chị Rosie lại tự tử? Đúng rồi, tại sao đúng, như vậy? Phải, đúng tại rồi, sao tại sao lại tự tử vậy? Rosie chỉ vì một số áp lực khác từ phía công việc chứ không phải là vì chuyện mấy tấm hình. Nếu mấy cô cậu không tin á, thì cái việc kiểm tra thời điểm Rosie nhập viện rõ ràng là xảy ra trước lúc mà mấy tấm hình bị tung lên mạng mà. Bây giờ tôi nghĩ là các ông quên rồi. Tôi nghe xem. Tôi biết thì trả lời đi. Đây. Ông làm gì vậy? Tôi là tránh đang không? Anh ơi, chị. Anh ơi. Tôi. Má ơi, làm gì mà bữa nay má thao tụi này ăn chơi dữ vậy? Con quỷ này, má còn gì? Chắc là má mới trúng kiều đậm phải không? Mà nè, tụi bay điên hả? Đây là chỗ con cộng mà má với lại con gì? Ta nghe được bây giờ. Dạ. Nói chung là bữa nay chị có chuyện vui, cho nên bây giờ cho mấy đứa xả láng một bữa. Yeah. Chị, mà con mi nó thiệt đó, hả chị? Nó đúng phải không? Chị mới trúng kèo rồi phải không? Em nói nghe nè, chị trúng kèo 4 ngày 3 đêm hay là trúng nguyên một tuần? Chị chia cho tụi em với. Chia đi. Kèo này không có chia được, chị chia vui với tụi em thôi. Sáng giờ mi đứa có đọc tin trên mạng không? Có. Cái vụ mà con nhỏ hoa hậu tình địch của chị á là bị người ta chụp hình khỏa thân tung lên mạng đúng không chị? Vui quá trời luôn á. Nghĩ sao vậy? Nó mà được là tình địch của chị sao? Không có cửa đâu mấy em. Đúng rồi. Thôi, xuống bơi đi mấy em. Tối nay cho mấy đứa quậy thoải mái ở Beach Tonight luôn. Ông Tuấn, họ vẫn chưa chịu đi. Hình như họ nhất quyết gặp tôi cho bằng được đó. Mấy con mà đói, cô cứ mặc kệ tụi nó, để coi ai lì lợm hơn ai. Bây giờ hình ảnh của tôi tràn lan trên mạng như vậy, mình phải làm gì bây giờ? Hay là mình tố cáo với công an đi? Không được tố cáo. Tại sao vậy? Không lẽ mình cứ để yên cho bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy sao? Muốn trừng trị tụi nó thì rất dễ, không nhất thiết phải tố cáo đâu. Bởi vì vấn đề cần làm bây giờ không chỉ là vạch mặt thủ phạm đâu, mà còn phải bảo vệ danh dự cho cô nữa. Nếu như tố cáo, chẳng khác nào tự thừa nhận đó chính là hình ảnh của cô. Nhưng đó thật sự là hình ảnh của tôi mà. Tôi cũng không hiểu sao cha tôi lại có nó nữa. Bây giờ cô là Hoa Khôi, không phải là một nghệ sĩ bình thường, mà có thể nói xin lỗi là xong chuyện. Người ta có thể hủy danh hiệu của cô, đã còn cấm cô biểu diễn nữa. Danh dự của cô sẽ bị giảm sút trầm trọng. Nói như vậy có nghĩa là tôi phải phủ nhận hết tất cả những tấm hình đó. Nói với báo chí, hình ảnh đó không phải là hình ảnh của tôi. Đúng vậy. Làm sao mà được chứ? Đó là gương mặt của tôi, là dốc dáng của tôi. Làm sao tôi có thể phủ nhận một chuyện rõ mười mươi như vậy được? Cô vốn dĩ là Út May, nhưng bây giờ đã là Rosie Minh Châu. Và ai cũng công nhận cô là Việt Kiều Pháp. Cô thấy đó, không có chuyện gì mà không thể làm được. Tôi thật sự thấy rất khó. Tại sao những chuyện này lại đổ ập xuống đầu tôi? Tôi cảm thấy nhục nhã và mệt mỏi quá. Bà nói cháu tụi bay, tao đã nói là tao không có cần dọn phòng. Mày biết mẹ nó đi. Ê tụi bay giỡn mặt cho tao đó hả? Mẹ tụi bay, tao đã nói là tao không có cần dọn phòng mà. Hả? Sao vậy? Mày cái thằng mất dạy, mày làm gì vậy? Làm gì hả? Ông dành câu hỏi đó cho ông đi. Ông đã làm cái gì vậy? Bây giờ ông May bị người ta bôi nhỏ, bị người ta cười khinh vì những tấm hình khốn nạn của ông đó. Ông có bị cắn rứt lương tâm của mình hay không? Ông có còn là con người này không hả? Cái thằng mất dạy, mày ăn nói với cha mày như vậy đó hả? Mày đi ra khỏi phòng cho tao. Mày làm cái gì hả thằng mất dạy?
Tao không có cần cái người con giống như mày. Còn Nguyễn Cai nữa, tao chưa từng coi nó là con của tao. Còn mày, mày chỉ biết trách tao. Sao mày không tự hỏi tại sao tao phải làm như vậy? Nếu như nó có hiếu như con người ta, nó không để tao thiếu thốn, thì đâu có đến mức độ tao phải dùng cách này cách nọ để uy hiếp nó lấy tiền như vậy. Đủ với ông bao nhiêu là đủ. Bao nhiêu tiền trong gái cuốn cơ bạc đủ chị như vậy là đủ hả? Trời mẹ tao, bốn phần của nó là phải lo cho tao. Ê, mày mạnh như trâu nha. Mẹ mày Út Mày, anh không muốn nghe mày tổn thương và đau đớn khi biết được sự thật khủng khiếp về cha mẹ của mình. Thà anh chấp nhận đau khổ với tình yêu câm lặng dành cho em, hoặc là anh sẽ quên em bằng mọi giá. Chứ nhất định anh sẽ không bao giờ nói đâu. Không bao giờ. Không bao giờ. Sao bữa nay tôi thấy chị phờ phạc quá vậy? Trong người chị không khỏe hả? Tôi không sao. Chắc tại tôi lo nghĩ cho con Ái Ly cho nên mới vậy thôi. Mà cái con nhỏ đó lúc nào nó không làm tôi buồn. Tôi thấy chị như vậy cũng không biết khuyên nhủ làm sao. Ái Ly tính của cổ ngang tàn, muốn cổ tu tâm dưỡng tánh thì cũng khó lắm. Chị đừng có lo cho tôi quen rồi. Chị ngồi đây một hồi, coi chừng ông Minh Tường ông về tới là mất công lắm. Sao vậy chị? Mấy bữa nay á, ông cứ rầu rầu, ra vô lầm lũi, không nói tiếng nào hết. Hình như ông giận tôi á. Ủa sao lại giận chị? Tôi thấy hình như ông phát hiện chị là Thùy Dung rồi. Mấy bữa nay á, tôi cũng ráng đô chối với ổng, nhưng mà ổng không có tin. Chị Tám, chị ráng nói gạt ổng giùm tôi không muốn ổng nhận ra tôi đâu. Tôi thấy khó lắm chị à. Thiệt ra trước giờ ổng đã nghi ngờ rồi. Tôi thấy coi bộ khó mà giấu lắm. Thùy Dung! Ông á, sự thật nó rành rành như vậy mà bà còn định giấu tôi tới chừng nào nữa? Hôm nay tôi cố ý ra ngoài để đình nghe hết mọi chuyện. Bây giờ thì hai bà còn gì để nói nữa hay không? Ông à, ông nghe tôi nói nè. Bà lại định phủ nhận nữa phải không? Tôi không có tin đâu. Thùy Dung, tại sao bà tìm thấy tôi mà bà vẫn cố ý giấu tôi? Có phải vì thấy tôi đuôi mù cho nên bà không nhận chứ gì? Bà cũng không muốn cho con gái tôi nó nhận tôi là cha phải không? Ông à, chị Lam không phải là người như vậy đâu. Chị Lam thấy ông trong hoàn cảnh này, chị cũng rất là xót lòng xót dạ. Nhưng mà chị... Thôi, chị Tám, chị đừng nói nữa. Bởi vì sao? Bởi vì sao mà bà không chịu thừa nhận bà là Thùy Dung? Tôi hiểu mà. Bà qua đây bà thăm hỏi, rồi lo thứ này thứ kia cho tôi. Chẳng qua bà chỉ thương hại tôi thôi. Chẳng qua là vì bà không muốn cắn rứt lương tâm, vì bà muốn được yên ổn để sống bên gia đình của bà, đúng không? Mình ơi, đừng, bà đừng có kêu tôi là mình. Ông ơi, tôi xin lỗi ông. Dù tôi biết tôi không đáng được tha thứ, thật ra bao nhiêu năm qua tôi cũng như ông, cũng dằn vặt khổ sở, cũng đi tìm ông khắp nơi mà không gặp. Tới chừng gặp được, tôi mới thấy ông sống trong cảnh mù lòa,
Lòng tôi đau lắm, nhưng tôi không thể nhận lại ông. Bởi vì, bởi vì bà ghê sợ tôi, bởi vì bà muốn xa lánh một ông già đuôi mù bệnh hoạn như tôi. Bởi vì bà sợ tôi nhận ra bà, rồi tôi sẽ tố cáo tội ác của thằng tình nhân của bà, đúng không? Không phải, không phải vậy đâu. Cho dù là lý do gì, tôi cũng không quan tâm. Mà điều duy nhất tôi quan tâm là con gái của tôi. Nó đâu? Nó đang ở đâu rồi? Con gái tôi đâu? Tại sao bà không nói mà bà chỉ khóc không vậy? Có phải con gái của tôi nó bị thằng Sáu Khánh làm hại rồi phải không? Phải không? Ông ơi, ông ơi, ông. Bà nói đi. Ông bình tĩnh đi ông. Ông à, ông càng làm như vậy càng khiến cho chị Lam không nói được. Có gì mà không nói được? Con gái của tôi bây giờ nó ra sao? Bà nói đi, bà nói cho tôi biết đi. Ông ơi, ông ơi, con gái của mình không sao hết. Hiện tại nó đang sống bên cạnh tôi. Nó chính là Thúy Hòa đó. Con gái tôi là Thúy Hòa sao? Dạ. Tại sao không phải là Thùy Minh? Tại sao mà? Có phải bà gạt tôi không? Không không đâu. Ông hãy tin tôi, Thúy Hòa chính là con ông đó. Nó có tên Thúy Hòa là vì Sáu Khanh muốn thay đổi để không bị phát hiện. Còn lý do tôi khóc nãy giờ là bởi vì... Vì sao? Thúy Hòa nó không được bình thường như người khác. Tôi sợ ông đau lòng. Con của tôi. Ông ơi, ông. Trời đất ơi. Ông ơi. Trời ơi, tại sao con tôi lại ra nông nỗi như vậy? Tại vì Sáu Khánh, Sáu Khánh đã đối xử tệ bạc với nó. Hả? Chỉ là tai nạn thôi ông à. Nhưng tất cả lỗi là tại tôi. Tôi đã không biết bảo vệ con nên để nó ra nông nỗi đó. Không phải lỗi của ai hết. Ông muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt tôi đi. Trời ơi, thì đã bao nhiêu năm qua con tôi nó đã sống trong cảnh địa ngục. Ông ơi, tôi muốn gặp nó ngay bây giờ. Bà đưa nó qua đây gặp tôi. Không, không được đâu ông ơi. Chuyện đó phải từ từ. Tôi hứa với ông, tôi sẽ cho ông gặp nó, nhưng mà không phải bây giờ. Tính của nó rất sợ gặp người lạ và rất dễ bị kích động. Tôi cần phải có thời gian giải thích cho nó hiểu, rồi sau đó tôi sẽ dẫn nó qua gặp ông. Ông à, chị làm nó phải đó ông. Ông đừng có nôn nóng quá, rồi từ từ cũng gặp được Thúy Hòa thôi. Con ơi. Ông ơi. Ông anh ơi. Ông ơi, ông sao vậy mẹ? Ơi. Ông ơi. Lần sau mà còn tái diện phá ông Quan Tống nữa thì mọi thứ một khúc đó. Biết chưa mày? Trâm. Hả? Cái gì vậy? Cô giặt áo quần giùm tôi hả? Ừ. Hồi sáng này lúc anh chưa dậy á,
Tôi thấy phòng anh không có khóa, tôi tính vô trong dọn dẹp giùm anh. Rồi tôi thấy quần áo anh dơ hết rồi, nên tôi đem giặt giùm anh đó. Ai mượn cô giặt áo quần giùm tôi? Sao cô làm chuyện báo động quá vậy? Vậy mà mình cứ tưởng cô đã thấy rồi chứ. Tôi xin lỗi nha, hồi nãy tôi nói vậy Trầm bỏ qua cho tôi nha. Có gì đâu. Để tôi phụ cô nha. Thôi khỏi, tôi làm xong rồi. Chút nữa tôi có việc phải đi sớm nên tranh thủ nấu cho anh. Mà nè, cô cứ lo cho tôi hoài vậy tôi ngại quá. Tôi biết mà, tôi chỉ đang làm phiền anh thôi. Thì ra sự quan tâm của tôi á cũng chỉ là chuyện bao đồng trong mắt của anh thôi. Không phải đâu. Thiệt ra hồi nãy tôi nói vậy là vì... Anh Bình à, tôi... Từ nay về sau á, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Coi như bữa ăn này á, là tôi cảm ơn anh vì những lần anh đã lo cho tôi. Cô sao vậy? Cô sao vậy? Tôi không sao. Nè, nhà cô có đồ băng không? Cô để đâu vậy? Không cần băng đâu, anh đừng có lo cho tôi. Cơm canh xong hết rồi đó. Chừng nào anh đói á thì anh cứ ăn, tôi có việc phải ra ngoài. Rosie, cô đang suy nghĩ gì vậy? Ông tướng, tôi có vài chuyện không vui trong lòng. Là chuyện gì? Mọi chuyện đã qua hết rồi, bây giờ cô chỉ cần tập trung để diễn vai chính cho tốt thôi. Vết thương thì cũng cần có thời gian để mà lành chứ. Tôi nhớ tới những chuyện đó, tôi cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy mệt mỏi quá. Tại sao cô cứ quanh quẩn một chỗ làm gì? Khán giả và dư luận, người ta đã quên hết mọi chuyện rồi. Hễ mỗi lần tôi nghĩ đến cha, tôi lại cảm thấy nặng nề quá. Sao bao nhiêu chuyện, những gì cha tôi để lại chỉ là một nỗi ám ảnh. Tôi thật sự không biết tôi có phải là con gái của cha tôi hay không nữa. Cô suy diễn quá nhiều rồi đó. Tôi đã nói rồi, ông bá chỉ là người cha không tốt, chứ không phải là cha ghẻ của cô đâu. Nếu như vậy tại sao từ nhỏ tới lớn cha vẫn thường hay chửi tôi là đồ trôi sông lạc chợ? Những lời chửi rủa của cha cứ ám ảnh trong lòng tôi. Tại vì cô không chịu buông bỏ, giống như trạng thái hiện tại, cô cứ quanh quẩn gặm nhấm nỗi đau của những chuyện đã qua, không chịu buông tay để nó trôi đi vào trong quá khứ. Đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được. Ra ngoài, cô sẽ thấy mọi thứ trong cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và thay đổi. Chuyện của hôm qua thì đã qua rồi, ha? Nhưng tôi... Bé Hai ơi! Bé Hai, mở cửa cho má đi con.
Tôi qua đây chi vậy? Má có nấu chè, đem qua cho con ăn nè. Với lại má cũng có chuyện muốn nói với con. Cô gì nói đi. Bé Hai à, nhìn thấy con sống một thân một mình như vậy, má lo cho con lắm. Má cũng sắp sửa về quê rồi. Con thu xếp đồ đạc rồi về dưới ở với má nghe con. Ở Sài Gòn này á, má thấy đâu có gì vui đâu mà con ham dữ vậy. Má đừng có hễ gặp là má ca cái bài ca này được không vậy? Tôi nói lần cuối cho bà biết là tôi sẽ ở Sài Gòn, tôi không có về dưới đâu. Má mới là người phải lo về dưới đi đó. Má cứ ở đây rồi tới lui hoài à, để người ta biết má là má của tôi. Tôi bất cỡ lắm. Hồi đó con là ngôi sao, con mắc cỡ về má cũng phải. Nhưng mà bây giờ con đâu còn cái gì nữa đâu mà con lại mắc cỡ về má. Nè, má đừng có nói kiểu đó với tôi nha. Bây giờ tôi mất hết mọi thứ vì con quỷ cái Út Mây đó. Nhưng không có nghĩa là tôi không đòi lại được. Má cứ chống mắt lên mà coi nha. Con à, con Út Mây nó không có tranh giành gì với con hết. Sao tối ngày con cứ nghĩ quấy cho nó không vậy? Con đừng có thù ghét nó nữa. Con cứ sống trong hận thù như vậy thì ông trời không có thương mà phù hộ cho con đâu. Bà hay lắm. Bà chỉ giỏi bên người ngoài thôi. Ha? Bà có quan tâm tới tôi sao? Bà cứ coi như là không có đứa con gái như tôi đi. Không chừng tôi còn thấy nhẹ nhàng hơn đó. Sao con lại ăn nói như vậy được hả bé Hai? Nếu như bà thương tôi, sao hồi đó bà sinh ra bà không bóp mũi tôi chết luôn đi? Để tôi sống làm gì mà không cho tôi có được cuộc sống sung sướng? Bé Hai, má biết, má biết con hận má. Vì má để con ra đời không có cha, con bị mặc cảm với bạn bè từ hồi nhỏ. Nhưng mà dù con không có cha đi nữa, má vẫn đem tình thương của một người mẹ ra để bù đắp cho con mà. Con à, má chỉ có một mình con thôi. Bây giờ má biết phải làm gì để con hết thù ghét má đây? Con nói đi, dù cho má có chết má cũng chịu nữa. Con nói đi. Cảm ơn ông, bữa nay đã đưa tôi đi nhiều nơi. Bây giờ trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Con đường tôi đi mới chỉ bắt đầu thôi. Nếu không có ông bên cạnh, chắc tôi sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Cô sợ gì? Cũng mông lung lắm. Nhưng kể từ lúc bị cha tôi hại thì nỗi sợ hãi càng rõ nét hơn. Nói là cái gì? Con người, bóng tối, nỗi cô độc, ngày mai và những sự đổi thay. Con người cũng có người tốt, người xấu. Nếu cô sợ người xấu, sao không tin rằng bên cạnh cô vẫn còn có người tốt? Hoặc bản thân cô phải mạnh mẽ chống lại cái xấu để tự vệ. Còn bóng tối đem lại giấc ngủ ngon và sự yên tĩnh. Trong bóng tối cũng có nỗi cô độc. Nỗi cô độc lại rất là cần thiết cho người nghệ sĩ như cô để chiêm nghiệm cuộc sống, nhìn thấu mọi lẽ, phát huy tối đa tố chất. Còn ngày mai là những gì sắp đến. Nếu cô bên cạnh tôi thì ngày mai của cô sẽ tươi sáng và tốt đẹp. Đó cũng là một sự đổi thay mà cô nên đón nhận. Đổi thay chính là quy luật của cuộc sống. Không có sự đổi thay nào là không cần thiết cho mình. Cũng giống như hạt giống nảy mầm thành cây xanh thôi. Đổi thay theo chiều hướng tốt sẽ đem lại sự phát triển. Còn nếu theo chiều hướng xấu thì ít ra nó cũng để lại cho mình những bài học xương máu để rút kinh nghiệm và biết cách sống tốt hơn. Những nỗi sợ hãi của cô thực ra không có gì đáng sợ hết. Chẳng qua chỉ là sự ủy mị và cách nghĩ tiêu cực mà thôi. Vậy nói như ông, nếu tôi suy nghĩ lạc quan thì khi đó tôi sẽ không còn gì phải sợ nữa sao?
Tôi nè. Ông mà đáng sợ sao? Không có đâu. Thật ra được nói chuyện với ông, tôi cảm thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn nhiều lắm. Lúc nào cũng vậy. Ông cứ tạo cho tôi có cảm giác tôi mắc nợ ông, mà không biết phải làm gì mới đền đáp được. Cô chỉ cần phấn đấu hết mình, trở thành một nghệ sĩ thành công là tôi vui lắm rồi. Với lại Lucy, tôi có một đề nghị, cô có thể đáp ứng được không? Ông cứ nói, nếu như trong khả năng thì chắc chắn tôi sẽ làm mà. Cô đi theo tôi bao lâu nay rồi, cũng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Vậy mà cô cứ giữ cách xưng hô như mấy ngày đầu, tôi thấy xa cách quá. Tôi hỏi thẳng nghe, có phải cô thấy tuổi tác của tôi với cô không xứng để cô gọi tôi bằng một đại từ khác? Ông dù sao cũng là ông chủ của tôi, tôi phải gọi bằng ông để thể hiện sự tôn kính. Tôi không muốn lấn lướt. Tôi biết tôi không còn trẻ trung gì nữa. Dù có bắt cô thay đổi cách xưng hô cũng khiến cô khó xử. Thôi được rồi, tôi không làm khó cô. Không đâu, tôi thấy ông còn rất tươi trẻ, nhất là trong suy nghĩ. Có thể là vì ông làm trong giới này cho nên tinh thần mới được như vậy. Mà thôi, mình nói chuyện khác đi. Ông Tuấn, hồi nhỏ ông có thích chơi trò du hành lên mặt trăng không? Sao cô hỏi vậy? Vì tôi thích nó lắm. Tôi nhớ tới hồi nhỏ, lúc đó mỗi đêm trăng tròn, tôi rất muốn cha tôi làm phi thuyền đưa tôi lên mặt trăng. Nhưng mà hồi nhỏ cha chỉ toàn đánh tôi thôi. Rồi anh hai thấy vậy mới đòi làm phi thuyền, làm ngựa cho tôi cởi, vui lắm. Bây giờ nghĩ lại những kỷ niệm đó vẫn còn rõ mồn một. Đôi khi cũng muốn được quay lại những tháng ngày đó, chơi những trò chơi đó. Nhưng mà làm sao được. Hôm nay tôi sẽ cho cô chơi trò chơi khác. Rồi, bây giờ thì cô giơ tay lên, nhắm mắt lại. Cô sẽ cảm nhận liền, những giọt sương đêm nay sẽ làm cho tâm hồn cô dịu mát hơn, đúng không? Lucy! Ông tiếp xúc với Út May bằng công việc thì được, ngoài ra ông còn được chạm vô quái. Mày có tư cách gì mà cấm tao hả? Mày, mày muốn tao nói cho nó biết sự thật không hả? Hả? Ai mà không biết mày yêu nó. Nhưng những cái thứ gì á mà thằng này đã muốn rồi thì không ai giành được đâu, mày hiểu không? Đánh đi, đánh đi, ngon đánh đi. Những cái mặt nông dân thì ớn. Rosie, ông Tuấn, tôi xin lỗi vì lần này lại tự ý bỏ đi. Nhưng xin ông hiểu cho tôi, bây giờ tâm trạng của tôi không hề thoải mái. Nhưng lúc bộ phim vẫn chưa chính thức bấm máy, tôi muốn tranh thủ đi đâu đó vài ngày để cân bằng lại mọi thứ. Sau đó tôi sẽ trở về để bắt tay vào việc đóng phim. Mong ông đừng giận. Cảm ơn ông. Thank you.
máy hả? Em qua đây có chuyện gì không? Em muốn về quê mấy ngày để thăm nội. Tại sao em muốn về quê đột ngột vậy? Anh thấy lo lắm. Em về dưới trong lúc này á, thế nào chắc cũng lòng tình làm tội em cho coi. Em cũng không biết làm sao nữa. Vậy tại sao em còn đòi về? Tại em thấy nhớ nội. Với lại mấy cái chuyện vừa rồi làm em thấy mệt mỏi quá. Em chỉ muốn được về quê để sống bình yên bên nội thôi à. Nè, nói cho anh biết, còn lý do nào khác không? Hay là em muốn tránh mặt ai đó? Đâu có. Em đâu có muốn tránh mặt ai đâu. Chị thấy em cứ về quê thăm nội đi. Còn cha em á, chị nghĩ ông cũng không có làm khó em đâu. Biết đâu bây giờ ông cũng đã suy nghĩ lại và thấy cắn rứt những chuyện ông đã làm thì sao? Dù gì cũng là cha con mà. Không lẽ ông nỡ chém em đằng lưỡi? Nè, thôi được rồi. Đợi một thời gian nữa cha nguôi giận rồi hãy về. Lúc đó anh sẽ về cùng với em. Nhưng mà anh hai, nè, em đã thu xếp hết rồi. Nghe lời anh hai đi mà. Anh hai yên tâm đi. Lần này em về dưới chỉ có 2 ngày thôi, sau đó phải trở lên để đóng phim. Lúc ở nhà nếu em thấy cha nổi quạo thì em đi liền, không có lại chọc giận đâu. Nhưng thực sự anh không muốn em về dưới trong lúc này. Em nghe lời anh đi. Ở lại đây đi. Anh hai. Nè, ngoan, nghe lời anh đi. Ở lại, nhé. Nếu vậy thì em nghe lời anh hai. Em sẽ ở lại Sài Gòn, không có đi đâu hết. Ngoan. Mai mốt anh sắp xếp về dưới với em, ha. Thôi, Út May ở lại chơi với anh hai nha. Chị về phòng có chuyện chút. Dạ. Dạ xin thưa bạn ngài quan. Ai là bà khốn nạn đó? Con còn không đi nè, mày đi vô nhà. Bà. Đi. Đi. Ô này, không đi. Đi đâu? Mẹ của con. Nghe không? Đi đâu? Cho mày tránh đi. Mày có biết mày làm nỗi ô nhục của cuộc đời tao không hả? Ông làm cái gì vậy? Ông đi ra. Ông đi ra. Ông định giết chết nó hay sao? Hay, tôi sẽ giết chết nó. Tuy Hòa ơi, cũng đừng có sợ. Coi mẹ này con. Nè con. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi đã tạo ra con mà mẹ không che chở cho con được. Tuy Hòa, con yên tâm đi. Mẹ sẽ tìm cách đưa con đi thật xa, để con không phải sống trong căn nhà này để chịu khổ sở như vậy nữa. Tuy Hòa ơi, chị Trâm, em biết chị rất thương anh hai em. Em nói gì vậy? Thật sự thời gian này tinh thần của anh hai em không được thoải mái. Em nhờ chị ở bên cạnh ảnh động viên ảnh giùm em nha. Thiệt ra em chỉ nói để anh hai yên tâm thôi, chứ thật lòng em không muốn ở Sài Gòn ngày nào hết. Vì em không muốn đối diện với ông Quang Tuấn, bởi vì em cảm thấy khó xử lắm. Hơn nữa em cũng rất là nhớ nội. Thôi được rồi, vậy em cứ về quê vài ngày cho thông thả đầu óc. Chị sẽ nói lại với anh Bình giùm em. Dạ, em cảm ơn chị. Mấy bữa nay tinh thần của Thúy Hòa rất tệ. Ông Quang Tuấn thì cứ hậm hực với nó, lại càng thù ghét nó hơn vì dư luận cứ xăm soi về con Thúy Hòa. Hay là chị cứ đưa nó về Gò Tháp ít bữa đi, để nó thay đổi không khí. Với lại ông Minh Tường từ bữa giờ á, ông cứ nhắc nó hoài à. Ông muốn gặp nó lắm. Nếu mà chị đã nói Thúy Hòa là con ổng thì trước sau gì cũng phải để cho nó ở gần ổng chứ.
Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng muốn đưa Thúy Hòa về dưới. Không khí trong lành và yên tĩnh dưới đó, biết đâu khiến nó sẽ tĩnh tâm lại. Hơn nữa, cũng phải để cho Minh Tường gần gũi nó, để ổng bớt lo. Rồi thì tới đâu hay tới đó. Vậy chị thu xếp mau đi. Tôi cũng muốn mau mau đưa ổng về quê cho rồi, chứ cứ ở đây hoài, ra vô mà thấp thỏm, sợ bị ông Tuấn phát hiện thì lại rắc rối thêm. Bữa trước á, ông Tuấn cũng hỏi dò Út May về Minh Tường. Cũng may á, nó nói lại cho tôi biết, cho nên tôi ngăn cản kịp. Nhưng mà tôi sợ, cứ để ổng nấn ná đây hoài á, riết rồi cũng không thể nào giấu được. Lúc này nội ốm quá à. Nội ăn uống có đầy đủ không vậy nội? Trời ơi, nội đã nói không có sao mà, đừng có lo cho nội. Còn con, công chuyện ở trển sao rồi mà về đây? Con thấy nhớ nội cho nên muốn về thăm nội thôi. Ở trên đó, lúc rày ông Tuấn có làm khó dễ gì con không? Dạ, ông Tuấn đối xử với con tốt lắm. Ông tạo điều kiện cho con làm được rất nhiều việc, lúc nào ông cũng muốn con thành công hết. Mà nội, sao bữa giờ con gửi tiền về phụ giúp nội mà nội không có chịu nhận vậy nội? Bởi vì ông Tuấn bắt con phải giả danh Việt Kiều để kiếm tiền. Mà nội, nội không có muốn dùng cái đồng tiền mà từ cái chuyện giả dối đó, con biết không? Nhưng mà con kiếm tiền cũng vì nội, nội không nhận, vậy thì việc làm của con cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nội ở đây ăn xài có bao nhiêu đâu con, thuốc thang thì có thằng Hai Bình nó lo rồi. Bây giờ nhà mình cũng đã trả hết nợ nữa. Nhưng mà lại tiếp tục mắc nợ ông Tuấn. Nhưng mà nội không muốn mắc nợ như thế. Út May, nội rất muốn con về nhà. Nội lo cho con lắm. Nội đừng có lo nghe nội. Con ráng làm để trả hết số nợ cho ông Tuấn rồi con mới về được. Nội, lúc đó con sẽ ở đây sống với nội luôn, con không có đi đâu nữa đâu. Út May à, con là đứa có hiếu có hạnh, nội nợ con nhiều lắm. Bây giờ nội gần đất xa trời rồi, mong mỏi duy nhất của nội là đền bù cho con những gì mà bao nhiêu năm nay cô phải chịu đựng. Kìa nội, nội nói vậy là sao? Con không hiểu. Từ từ rồi con sẽ hiểu. Vậy Hai Bình ở trên đó làm sao rồi con? Dạ, anh Hai vẫn bình thường hả nội? Ê,